tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ khiến người xem dở khóc dở cười. Ông anh bắt nội sứ lên bếp, đứng khuấy khuấy độ thần thái, ai ngờ chậm sau quá thì. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Nấu kiểu này không bể cũng uổng á má. Mốt không biết nấu bớt thể hiện nha cha. Tiếp theo, bà già tạo nét tung bóng, thằng nhỏ thấy gậy trượt ghế biểu diễn theo và cái cơ. Xin vĩnh biệt. Ông nhỏ cắm mặt xuống bãi cỏ, bà chủy bóng dội ngược phát vô mặt, cờ hó đứng hình. Ủa gì vậy tụi bay? Thôi giọt lẹ chứ để nó đổ thừa. Còn đây nữ tặc văn về rừng, chỉ tới đây thì bất ngờ. Một phát đi vào lòng sông, về giảm cân nha bà nội. Chứ kiểu này cá nó tiệt chủng hết quá. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin Bà Phúc Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào.